Quay sang California, thưa quý vị, California mất điện ngày thứ hai vì nhiệt độ tăng vọt. Người dân California vào hôm thứ Bảy lại bị mất điện sang ngày thứ hai, bị mất điện vì nhu cầu sử dụng điện tăng vọt quá khả năng cung cấp điện của các công ty dịch vụ tiện ích của chính phủ vì nhiệt độ nóng bức chưa từng có. Hơn 307.000 khách hàng khắp tiểu bang không có điện để sử dụng, mặc dù công ty Edison Nam California cho biết dòng điện đã được khôi phục vào đầu giờ tối. Mất điện là tình thế bất ngờ đối với tiểu bang California, vì trước đó nhà điều hành hệ thống độc lập California cuối ngày thứ Bảy xác nhận rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu điện đầy đủ cho khách hàng. Tuy nhiên, liền sau đó thì nhà điều hành đã phải liên lạc với Southern California Edison, một trong các cơ sở tiện ích lớn nhất của tiểu bang, yêu cầu cấp điện luân phiên để duy trì sự ổn định của lưới điện. Người đứng đầu ngành điện của California nói rằng tiểu bang đang ở trong tình trạng khẩn cấp giai đoạn 3 vì nhu cầu sử dụng điện rất cao và 70.000 khách hàng của Edison đã bị cắt điện khoảng 16 phút. Thưa quý vị, ở Bắc California, Pacific Gas and Electric đã cắt điện khoảng 250.000 khách hàng. Vào hôm thứ Bảy, công ty cho biết có thể phải cắt điện luân phiên từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. PG&E nói rằng nhu cầu sử dụng điện không chỉ tăng vì đợt nắng nóng dữ dội mà còn vì sấm chớp, dông bão xuất hiện tại nhiều vùng Nam California đã ảnh hưởng đến năng lượng của mặt trời. Công ty tiện ích San Diego Gas and Electric cho biết đã cắt điện cho hàng ngàn khách hàng trong vòng nửa tiếng đồng hồ.